Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và cái chỗ chăn nuôi bò của mình hiện tại thì cũng khá là chật rồi. Thỉnh thoảng cũng có bò kiểu lọt vào nhà mình nữa cơ. Hình như nãy mình thấy có một nhóc bò lạc vào nhà mình. Đâu ta? À đây nè. Kiểu sinh sản nhiều quá, cái là nó chen lớn rồi lọt vô ngoài nhà mình. Nhưng mà không sao, mình sẽ nuôi trong nhà giống như làm thú nuôi cũng được. Ngoài ra thì hôm nay thì chắc mình sẽ nuôi thêm một loài động vật nữa, đó chính là nuôi gà. Vì gà sẽ cung cấp cho mình một số lượng trứng nhất định để mình có thể làm ra được những cái biogas. Và cái này sắp tới nó sẽ rất là giúp ích cho mình trong cái việc mình ấp trứng khủng long đó nha. Mình rất là cần nó luôn. Và máy ấp trứng khủng long mình sẽ tạm thời đặt ở đây đi. Đó, mình sẽ cho biogas vô đây vị trí này nè. Và cái chuyến đi khám phá cái chỗ lần trước thì mình cũng có dư ra được một cái biogas. Mình sẽ cho vô đây luôn. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ hồi sinh một nhóc khủng long đầu tiên. Dự định ban đầu của mình là sẽ hồi sinh khủng long bạo chúa. Thế nhưng mà có một vấn đề là hiện tại mình hồi sinh được, nhưng mà mình cũng chưa có thuần phục được á. Tại vì mình mà không thuần phục khủng long bạo chúa nha, rồi khủng long bạo chúa sẽ phá cái chuồng rồi sau đó nhào vô ăn thịt mình. Hoặc là mình vô mình đút ăn á, cái khủng long không ăn mà chuyển sang ăn mình nữa thì toan không được. Thế nên là khủng long bạo chúa mình sẽ ấp trong thời gian sắp tới thôi. Còn bữa nay thì mình muốn ấp khủng long mà mình có được cái DNA đầu tiên. Đó chính là khủng long Stegosaurus. Ủa đúng không ta? Mình có nhớ nhầm không nhờ? Hay là Pachycephalosaurus ta? Một trong hai cái DNA này nè. Mình nhớ mãi mãi. Ok, chắc mình sẽ thử Stegosaurus trước đây. Mình sẽ cho vô cái máy này. Diễn ra rồi. Chẳng qua là cái quá trình này nó hơi lâu một xíu nên mình khó mà nhận biết thôi. Nó đang diễn ra đó. Ok, công việc còn lại của mình là chờ đợi thôi chứ biết sao giờ. Và nó cũng sẽ có một cái xác suất là cái máy ấp trứng nó sẽ bị trục trặc nha. Nên là lo mình cũng phải để ý mới được. Rồi tranh thủ lúc này mình đi bắt gà cái đó. Ây da, đi bắt gà ban đêm hơi căng. Đó. Hồi xong nữa rồi mình lại gặp nhện mẹ hư hỏng thôi. Ban đêm cái dắt mấy cái nhóc nhện con đi quẩy. Trời ơi quẩy quẩy quá rồi bây giờ lên được một sao hay sao rồi kìa. Ý. Thôi đi ngủ. Không ngủ được luôn. Ok, lại xác chuồng bò mới ngủ được. Đó, tác hại của việc thức khuya đi quẩy đó. Trời đất ơi, chạy lẹ. Ừ nhưng mà nhện con một sao mình giết là mình sẽ được đỏ. Để mình thử coi, mình phóng cái kunai lên coi. Nó này thì nhện một sao nè. Đưa ra quyển sách gai. Ok cũng được đi. Còn nhện mẹ mà kệ, mình không quan tâm nhện mẹ cho lắm. Giờ thì đi kiếm gà để bắt thôi nào. Ờ mà cái vùng mình nó toàn là bò không à. Đây là vùng lãnh địa bò hay sao á. Bò quá trời quá đất luôn. Kiếm gà không thấy đâu hết. Chắc phải sang cái vùng đồng bằng gần cái ngôi làng lần trước ấy. Tìm gà chắc sẽ dễ hơn. À, và gần đây thì nó có một cái ngôi nhà mà mình chưa có kịp khám phá nè. Nó cũng gần nhà mình nữa. Được luôn, mình sẽ vô coi thử coi. Ồ, mình nhớ rồi. Đây là ngôi nhà có rương nha. Mình nhớ ngôi nhà này. Đây, tới liền. Và đây là cái rương của người Viking. Nhưng mà tiếc là cái rương này thì mình chưa có chìa khóa để mở. Nó lại yêu cầu cái chìa khóa lá này. Chìa khóa lá thì không có chế tạo được, chỉ có thể loot được từ đâu đó thôi. Ok, tạm thời thì mình cứ làm dấu chỗ này đi. Rồi, nào có chìa khóa thì mình sẽ xuống mở nó sau cũng được. Mình cũng đã tới cái vùng đồng bằng rồi. Thế nhưng mình vẫn chưa thấy gà đâu hết. Trời đất ơi, căng vậy. Muốn tìm trứng gà mang về để chế tạo đồ ấp trứng thôi à. Mà cũng khó tới vậy sao. Ê, mình cần có cúp sắt thì mới có thể đào được hóa thạch. Tốt luôn, được thêm 2 hóa thạch nữa. Wow, tính ra trên núi mà cũng có hóa thạch nữa. Đâu, mình thử lên đỉnh núi coi. Coi trên đỉnh núi thì tỷ lệ gặp hóa thạch nó có nhiều hơn không. Nhiều hơn thì mình khỏi xuống hang, mình đào trên núi thôi cũng được. Đây nữa nè. Ê, được đó nha. Mới mốt ví dụ mà mình xuống hang mình tìm khó quá là mình nên lên trên núi đào đi.
Này, có một chỗ thôi mà nó ra cả đống luôn. Ồ, còn có một khúc xương của khủng long Diplodocus nữa. Wow. Ủa mà tính ra mình đang đi tìm gà luôn á. Sao chuyển sang thành đạo quá thật rồi. Ờ không sao, mình là nhà khảo cổ học mà. Này, mới mới than nó cho mình bio fossil liền, phải vậy chứ. Nữa đi. Mình cần rất là cần bio fossil đấy. Ơi, nó còn cho mình thêm cái một món đồ gì nữa kìa. Một thanh kiếm rỉ sét đã bị gãy rồi. Chà, cái này rỉ sét của mình có dùng lại được không? Không được luôn. Nhắc tới kiếm mới nhớ, một tí về mình phải phải sửa cái cây kiếm mà lần trước mình đào trong cái chỗ hóa thạch ra mới được. Mình còn dư một cây kiếm gãy kìa, phải tranh thủ về sửa thôi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có tìm được gà nè, tức cái lồng ngực á. Gà gì mà đi núp kỹ dưới không biết nữa, đi tìm gà mà toàn tìm được hóa thạch à, làm người ta cũng hơi khoái khoái đấy. Ui nhiều thiệt. Thôi được rồi, mai mốt chắc mình chuyển sang đi khai quật những cái mẫu hóa thạch này ở trên núi đi nhờ, nó vừa an toàn nè mà gặp nó cũng tương đối nhiều nữa. À không an toàn lắm đâu, mình xin rút lại nha, không an toàn lắm nha. Ôi dạ, này thì xưa mình móc nó lại để mình xử nó. Ui, ui đằng kia có con Ripper kiểu sống hướng nội hay sao kìa, nó gặp mình nó không chạy lại mà nó chạy vô khác kìa. Wow, bữa nay mình mới phát hiện có Ripper sống hướng nội nha. Cơ Ripper nhút nhát rồi, thôi xong xác định rồi, nổ nó đi Ripper. Ui Ripper hiện vậy sống hướng nội có khác không, nổ luôn. Ripper gì nhát vậy? Ui ui, à Ripper cho mình hiệu ứng, ui hiệu ứng yếu đuối. Ồ không, hướng nội mà sao cho hiệu ứng kỳ cục vậy? Mẹ đất ơi, đằng kia có con Ripper xanh nữa kìa, hơi bị ghê nha. Rồi rồi, ra cái gì vậy? Ra một cái bức kiểu như là bức bức tượng cổ hả? Ồ, cái này nhìn giống như bức tượng một bé gái vậy. Wow, mình ra được hai cái món đồ hồi xưa rồi đó. Vậy là sau khi mình khai quật những cái mỏ hóa thạch như vậy nè, thì mình còn được những cái món đồ khác nữa cơ, chứ không phải là chỉ riêng hóa thạch khủng long đâu. Ê, cái gì đây? Oh gosh. Ui, Ripper gì mà nguy hiểm vậy? Ây. Trời ơi, hồi nãy mình thấy có con Ripper nó hip hop một phát, nó phát nổ luôn. Ây, hết. Bữa nay là một ngày khá là bất ổn nha. Toàn gặp Ripper thứ dữ thôi à. Này này, toàn mẫu quá thạch bự không nè. Chà, đã chưa? Nhưng mà một chỗ bự như vậy mà chỉ coi cho mình có một cái bio fossil à, khá là ít luôn. Trong góc này còn không? Ừ, trong góc này còn hai chỗ quá thạch, để mình đào nốt luôn đi. Đây, đó, thêm được một cái bio fossil nữa. Cái này thì, ồ, cái này cho tới tận 5 cái bio fossil luôn. Quá thích. Và nãy giờ thì mình cũng có thêm được hai cái mẫu hóa thạch của hai loài khủng long giống nhau à? À khác khác khác. Lần lượt là Crassigyrinus và Ceratosaurus. Ồ. Còn có thêm một cái amulet bị vỡ nữa nè. Mấy cái đồ bị vỡ này về mình sửa kiểu gì ta? Cái kiếm thì mình còn biết cách sửa, còn mấy cái món đồ khác thì nó không có chỉ dẫn cách sửa. Khó rồi. Thôi mình đào nốt cái chỗ này rồi mình đi về là vừa rồi đó. Để coi trên đường về có gặp gà không cái đó. Thiệt luôn, cái chuyến đi tìm gà bất ổn này chứ. Thôi kệ đi, giờ tạm thời bỏ qua việc mấy con gà đi. Giờ quan trọng là làm sao để vô nhà một cách an toàn nè, chứ xung quanh nhà mình là mình thấy quái vật các thứ nó xuất hiện hơi bị nhiều rồi đó. Hơi run quá nha. Để mình về nhà mình ngủ giấc cái đó cho chắc. Rồi khi sáng thức dậy mình sẽ bắt đầu sửa cái kiếm liền, kẻo quên. Đây, cái kiếm bị vỡ lần trước nè, mình sẽ cần cho nó vô cái bàn nhà khảo cổ học. Rồi mình sẽ dùng một cái miếng này đúng không ta, đúng không? Mình sẽ dùng cái Relic Scrap này để mình sửa nó lại.
Nhưng mà sửa nó cũng khá là tốn thời gian đó nha, chứ không phải sửa một cái được luôn. Và trung bình thì để coi mất bao nhiêu cái release scrap nha. Hồi nãy giờ là tốn một cái rồi nè, mình vừa vô cho thêm một nữa là hai. À, mình sẽ cho tổng cộng là 10 cái đi. Một chút xíu mình trừ ra cho nó dễ. Mình vẫn chờ đợi tiếp thôi. Còn về cái chỗ ấp trứng thì sao? Nó hết cái biogu rồi, nó chưa ấp tiếp được. Vậy là bắt buộc mình phải đi lượm trứng gà để mình mang về và chế tạo cái biogu thì mới có thể hoàn thành được cái việc ấp cái trứng khủng long Stegosaurus trong ngày hôm nay. Lại phải đi tìm gà nữa. Sao mình cay con gà thế nhờ. Xíu mình mà gặp nó chắc mình đánh đít nó quá. Cái tội đi núp núp. Đi một hồi mình có trở lại cái chỗ mình bắt đầu nè. Và mình gặp lại mấy cái đàn chó sói lúc trước. Mình sẽ thử thuần phục xem được hay không. Được đi mẹ. Trời ơi, chó sói còn xa lánh mình nữa. À đây rồi, mình đã có được một chó sói đầu tiên. Thêm đi. Một cặp nào. Yes, một cặp chó sói đầu tiên nha. Rồi, giờ thì có bạn đồng hành rồi. Lên đường tiếp thôi. Lại gặp thêm mấy cái chỗ hóa thạch này nữa. Không đào là không được. Bệnh nghề nghiệp. Đấy, có liền một cái biofossil mới liền. Sẵn đó, ghé qua bên cái người khảo cổ học ở đây luôn. Mình có thể bán xương á, để mình lấy thêm ngọc lục bảo. Nhưng mà bán với giá là... À, giá này ok nè. Hai cục thì mình mua được một cái hóa thạch nữa. Rồi, cảm ơn anh bạn nha. Tìm gà ở trong cánh gừng nó có khả quan không ta? Mình thấy cánh gừng này khó lòng mà có gà ấy. Đồng bằng là nơi dễ gặp gà nhất mà mình còn không gặp cơ mà. Vô gừng gặp thì nó hơi bị vô lý luôn á. Có gà thiệt. Nhưng mà là gà lôi. Con gà này nó mà dí đá mình chắc là mình văng dính nhách thiệt á. Để coi gà lôi có gây ra trứng không ta. Ồ, cũng có trứng á. Nhưng mà trứng gà lôi không biết làm sao để có nữa. Ê, mình có trò này, để bây giờ mình chọc gà lôi cái đã. Trò chơi cảm giác mạnh. Coi nó có đá mình không nha. Không, con gà này hiền khô à. Không hiền nha. Nó hùng lắm á. Chọc gà lôi cực mạnh. Rồi, tới công chuyện nào. Để coi mình có thịt gà lôi ăn không nha. Man, nó không... 5 miếng luôn à. Wow, gà lôi nhiều thịt vậy. Đi săn gà lôi, bữa nay đi săn gà lôi thôi. Và mình có được tổng cộng là 15 cái miếng thịt gà lôi rồi. Ở đây còn có cái rương nhện nữa nè. Rương con nhện và cần có chìa khóa con nhện mới mở được. What the heck. Vô rừng mình gặp gà thiệt à. Trời đất ơi. Ở cái vùng đồng bằng dễ gặp gà vậy mà không gặp. Tới hồi vô cánh rừng thì lại gặp. Ơi công chuyện liền. À được nè. Phải vậy chứ. Để mình dắt về cho nhanh hơn thôi. Đây nữa. Chồng lên ba luôn. Đó, thêm một con gà ở đây nữa. Chạy đi đâu, định trốn cái gì? Không bé ơi, không có trốn được đâu bé ơi. Trốn vô gần trốn thì bây giờ cũng đã bị mình phát hiện rồi. Về nhà liền. Bây giờ mình cần phải đem xuống để mình còn nhân giống lên nữa. Hên là lúc thu hoạch lúa mình có giữ lại hộp giống á nha. Tại vì mình cũng tính đến cái trường hợp là mình sẽ nuôi gà ấy. Thế nên là bây giờ thoải mái nhân giống lên thôi. Nhân giống càng nhiều càng tốt. Để gà kiểu mắng đẻ một xíu, đẻ cho mình nhiều nhiều trứng. What the heck. Chưa từ. Ở đầu ngõ có cái con quái vật gì cơ. Ôi, con quái vật gì mình da xanh lè vậy. Ê. What. Nó lấy đất nó chọi mình. Còn chọi chúng bé sói của mình nữa. Tới số người rồi. Này thì. Ôi, sao nhìn nó giống dân làng vậy. Nhưng mà tướng nó lực lắm. Này thì giống dân làng nè. Mẹ nó go. Nó cầm cục đất nó chọi mình luôn á. Ghê thiệt. Ok, giỏi lắm chó sói. Thôi, đi ngủ. Đi ngủ mới được. Ồ mà khoan, qua coi chuồng gà của mình nữa cái đã. Không biết tình hình gà như thế nào rồi. Vẫn chưa chịu đẻ trứng cho mình á. Thiệt tình luôn, gà cho ăn mà không chịu đẻ gì trơn.
chắc bỏ gà vô nồi quá. Ok. Đẻ thôi đi, gà đẻ, gà đẻ. Trời ơi, chưa bao giờ gà đẻ mà thích như bây giờ. Thiệt luôn, cuối cùng thì cũng chịu đẻ trứng rồi. Yeah, một cái trứng đầu tiên. Vô trong nhà. À còn thiếu ta, thiếu một xô sữa. Mình sẽ lấy cái xô này, mình múc sữa. Rồi sau đó vô nhà và chế tạo cái bio-goo thôi. Công thức của nó bao gồm là một cái thịt zombie nè. Rồi một cái trứng, một xô sữa và một cái lúa mì. Đây, mình đã có đầy đủ nguyên vật liệu rồi. Bây giờ thì ấn công thức một cái. Rồi, vậy là chúng ta đã có được cái bio-goo tự chế tạo đầu tiên. Và mình sẽ cho vô đây để nó tiếp tục cái quá trình ấp cái trứng khủng long Stegosaurus của mình thôi. Yeah. Và cuối cùng thì trứng khủng long cũng đã ấp xong rồi nè. Đã quá đi. Thôi, để chào mừng khủng long về với đội của mình thì mình sẽ xây cho khủng long một cái chuồng đâu đó ở đây chẳng hạn. Được không ta, chỗ này có thấp quá không? Mà chắc ok mà. Mình nghĩ xây ngay đây là hợp lý này. Mà trước khi xây để mình nghi nghĩa coi coi cái kho đồ của mình nó còn có đủ đá hay không. Mình sợ không có đủ đá để làm cái phần phía dưới. Rồi luôn, chắc không đủ rồi. Cũng hơi khó ta. Thôi tạm thời thì mình cứ ướm trước cái phần khung đi. Mình sẽ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là xây cái chuồng khủng long theo hình vuông. Và thứ hai là xây theo hình tròn. Hình tròn thì nhìn có vẻ nó sẽ gọn hơn, nhưng mà nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn trong cái lúc xây thôi. Đâu mình sẽ thử xây hình tròn trước đây. Tạm thời thì cái hình tròn của mình nó sẽ cỡ cỡ như vậy. Như vậy chắc đủ cho một cặp khủng long ở nhờ. Tại thường thường á, trong công viên của mình trong tương lai mình dự tính là một chuồng sẽ tầm một cặp hoặc là hai cặp thôi, không có quá nhiều, để có nhiều không gian nhất có thể. Nhưng mà cái chuồng này thì thôi, đây là khởi đầu mà, nên là mình sẽ xây tạm nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Về sau mình có nhiều dụng cụ và nguyên vật liệu hơn thì chắc mình sẽ nâng cấp cho cái chuồng nó rộng hơn sao cũng được mà. Quyết định vậy đi. Bây giờ thì mình cần phải có thêm một cái vật liệu xây dựng khác nữa để mình có thể dễ dàng quan sát khủng long ở bên trong hơn. Đó chính là thủy tinh. Mình sẽ cần có thủy tinh để ấp lên trên ấy. Vậy nên là bây giờ mình sẽ cần rất là nhiều cát. Mà cái hồ này thì mình không muốn đào tí nào. Đào xong thì khu vực mình nó sẽ xấu đi. Thôi thì mình sẽ trở lại cái chỗ xuất phát của mình. Ôi, ai, trời. Ý, mình đào cát ở đây cũng không an toàn đâu. Cá piranha nó cạp mình đấy. Mèn đét ô. Tí nữa thì toàn rồi. Ok, tranh thủ lấy cát lẹ. Kẻo hồi nó phát hiện ra nó ăn thịt mình đấy. Cá hổ đấy, nó không đùa đâu. Rồi, lấy vô đây thôi. Đi về đi. Ý, sợ thế. Ui, còn cục cát. Ui, đó. Nó bầu vô, nó cắn mình liền. Cái con cá này ghê quá. Về nhà, công việc đầu tiên của mình là nung cát ra thôi. Lần trước mình có nâng cấp cái lò nung rồi. Thế nên là bây giờ cái tốc độ nung của nó sẽ nhanh hơn lần trước đáng kể đây. Quên ta, mình chưa tính cái đường nào. Đường nào làm cái cổng nha. Cái cổng bên đây luôn đi. Sẵn đường nè. Đây, mình sẽ làm cái cổng ở ngay chính giữa. Rồi, cổng hơi bị bự luôn. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cổng rồi. Giờ thì gắn thủy tinh vào thôi. Như vậy thì khủng long bên trong có thể được mình dễ dàng quan sát. Coi cái cuộc sống của khủng long bên trong như thế nào. Rồi thỉnh thoảng mình sẽ vào trong rồi huấn luyện khủng long các thứ nữa. Cũng hay á. Ui, nhưng mà kỳ quá. Mình còn chưa dắt khủng long vô trong nữa. Thì nhóc bò kia đã để kiểu như mở hàng trước rồi. Kỳ cục thiệt á chứ. Được. Một xíu mình sẽ cho khủng long hồi sinh xong ha. Rồi mình cho khủng long ăn thịt nhóc bò đó luôn, cái tội lì. Cho vô bụng khủng long cho biết. Rồi con zombie này muốn làm thức ăn cho khủng long nữa hả gì? Đi theo mình hoài. Bữa nay là mình hơi bị nóng tính nha. Rồi tạm thời thì mình xây nó sơ sơ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đặt cái trứng khủng long Stegosaurus vào trung tâm để chờ đợi cho quá trình ấp này. Và để theo dõi được cái quá trình ấp nó dễ dàng hơn thì
thì mình sẽ vào trong nhà và chế tạo một cái quyển sách để nghiên cứu về khủng long. Quyển sách đó sẽ giúp mình biết được những cái thông tin như là trạng thái của khủng long, rồi giới tính nè, cũng như là cái quá trình của khủng long luôn. Rất là cần thiết. Công thức của nó thì rẻ thôi, mình sẽ cần một hóa thạch và một quyển sách ghép lại với nhau. Cái công thức như vậy. Giờ thì ra ngoài xem thử coi cái trứng khủng long của mình ấp tới đâu rồi. Mình đoán là chắc tầm 5% khoảng đấy. Ui, hiện tại trứng đang bị lạnh. Ôi không, mình phải để ý tới tình trạng của trứng nữa nha. Trứng lạnh rồi, mình phải cắm thêm đuốc để cho ấm hơn mới được. Mình cần than, một cục. Rồi cần thêm gỗ để làm que. Rồi chế tạo đuốc, lẹ. Ý. Lần đầu ấp trứng mà đã gặp nhiều khó khăn rồi. Ủa cái dùng này gì mà lạnh ta. Dạ, ấp trứng cũng là công phu lắm đó nha, không đơn giản đâu. Rồi mình đã cắm cây đuốc vô rồi. Đó, bây giờ trứng đã ấm hơn và bắt đầu kiểu như tiếp tục cái quá trình phát triển rồi nè. Ý. Sắp rồi, mình sắp có được khủng long đầu tiên trong cái công viên khủng long mơ ước của mình. Wow. Trong lúc chờ đợi thì mình làm thêm cái cửa đi nha. Chỗ nuôi khủng long mà không có cửa thì cũng không an toàn, mình phải làm một cái cửa thôi. Mà mình thì chưa có nhiều sắt để làm cửa sắt, vậy nên là mình sẽ dùng tạm cửa bằng gỗ đi. Chắc cũng không sao đâu, từ gỗ mình sẽ chế tạo lại thành như vậy. Rồi sau đó ghép lại thành cái cửa bự hơn. Cửa này thì mới đủ sức để có gì sau này mình còn dắt khủng long ra vào, chứ cái cửa bình thường á thì nó hơi bé. Và thử xem cửa này có gắn vừa vô đây hay không. Ô, vừa khít luôn. Wow, quá là đã. Giờ thì chỉ cần đợi cho bé khủng long nở ra là mình đã thành công trong việc hồi sinh khủng long rồi. Quá đã luôn. Ô, trứng lúc lắc rồi nè. Lúc lắc là chắc sắp nở rồi đó. Ý, hồi hộp quá đi. Thế coi nào, các bạn thử đoán xem đây là khủng long đực hay là khủng long cái. Mình đoán là khủng long đực á. Hay là cái ta. Ồ, mình đoán khủng long đực đi. Ồ, và khủng long đã nở ra rồi kìa. Trời, khủng ăn khủng long này khủng khỉnh vậy. Ui, ăn sạch cỏ với hoa luôn. Đây là, ồ, chính xác rồi, đây là khủng long đực. Và thức ăn ưa thích là những cái loài thực vật thôi. Stegosaurus là một loài khủng long ăn thực vật. Trạng thái hiện tại đang khá là hạnh phúc luôn nè. Được quá ta. Nhưng mà nếu như vậy thì khủng long sẽ ăn hết cái phần cỏ tự nhiên ở đây mất. Thế nên là bây giờ mình sẽ cần một cái máy để cho khủng long ăn. Cái máy đó thì cũng không có quá mắc, nên là mình sẽ làm luôn cho khủng long mới được. Mình sẽ cần thêm một chút sắt, rồi đá, cũng như là một cái nút bằng đá, ghép lại với nhau trong cái bàn chế tạo theo công thức này. Xong luôn. Và coi cái loại nông sản mình có nhiều nhất chắc là lúa mì rồi, tại vì lúa mì mình có nhân giống lên được ấy. Nhưng mà mình cũng sẽ chừa một ít để có gì mình còn làm cái biogu nữa. Rồi bây giờ thì ra ngoài và đặt cái máy cho ăn này xuống vào trong cái chuồng khủng long thôi. Đây, mình tới đây. Ồ, hiện tại thì khủng long của mình bé xíu à. Mới mốt mình có điều kiện mình làm cái mấy cái lọ thuốc dinh dưỡng á, mình cho khủng long ăn thì khủng long mới mau bự được. Rồi mình sẽ cho thực vật mấy cái đồ ăn thực vật bên đây cho hết vô. Đó, nó sẽ tăng lên bên cái thanh này nè. Đấy, khi nào đói thì khủng long sẽ tự động chạy lại đây và ăn thôi. Ồ, nó có hiện cái lúa trong đây luôn nè ta. Xịn vậy. Mình còn thêm ít nè, cho hết vô. Không biết mình có cho lúa mì, cái hạt giống lúa mì vô được không ta. Ồ, hạt giống lúa mì vẫn cho vô được nha. Vậy tốt quá. Ở khủng long còn nhỏ nhìn dễ thương quá à. Ê, và khi lớn mình nghĩ là cái phần gai trên lưng của Stegosaurus sẽ bự lên nè. Mình thấy cái lưng có một chút cái gai nhỏ rồi. Ê, mình ẩm được luôn nha. Bây giờ mình còn có thể ẩm được trên tay nè. Bé xíu mà. Nè, mình sẽ đặt ở đây. Ôi trời. What the heck? Ăn gì ghê vậy? Ăn như cái chiến hạm vậy.
Nhỏ mà ăn kinh khủng thiệt chứ. Ui may mà mình cản kịp á, không thôi chắc ăn trong một nốt nhạc là hết cái đống thức ăn mà mình cho vào luôn á. Ăn vừa vừa thôi, ăn nhiều quá là bụng bự á nha. Nè nè, cái bụng là mình thấy hơi bự rồi đó. Trời ơi. Rồi còn vài cái hộp giống mình sẽ cho vô luôn. Hình như Stegosaurus cũng có thể ăn hoa đúng không? Có ăn hoa không vậy? Hồi nãy mình thấy cạp mấy cái hoa ấy. Mình thử cho hoa vô coi có được không. À không, không được, không được. Rồi ok, đuốc thì mình cũng đã cắm xong rồi, máy cho ăn thì mình cũng đã đặt xong. Công việc còn lại là chờ đợi cho Stegosaurus mau lớn thôi. Lo cho khủng long rồi, bây giờ thì phải lo tới lượt mình cái đã. Mình cần phải nâng cấp đồ đạc lên một tí, nhất là nâng cấp cúp nè. Để mình có những cái cúp xịn hơn thì mình mới đào được nhiều hóa thạch hơn và tìm ra được những cái mẫu DNA của những loài khủng long mới nữa. Thế nên là mình sẽ cần có một cái bàn cường hóa đặt ở trong nhà. Sách thì mình cũng có khá là nhiều từ những chuyến khám phá đầu tiên, nên giờ tha hồ mà làm ra những cái kệ sách thôi. Cuối cùng là đặt những cái kệ sách này xuống. Rồi bắt đầu cường hóa thế nào. Để xem. Hiệu suất cấp độ 4 lận. Mình có Luli chưa? Ồ, không có Ngọc Luli đội cường hóa sao mà được. Vậy là mình bắt buộc phải đi tìm Luli thì mới có thể cường hóa được rồi. Cái hang này sâu vậy? Tiềm năng á nha. Mình thích những cái hang sâu như vậy. Nhỡ đâu mình lại tìm được kim cương thì sao? Mình cũng hay xuống hang đào các thứ, nhưng mà bữa giờ đâu có đào được cái quặng kim cương nào đâu. Ôi. Con xương một sao? Ui, con này xương tốc độ à? Ây, gặp con xương tốc độ. Này thì xương tốc độ nè. Nguy hiểm vậy. Lượm luôn quyển sách mà nó rơi ra nào. Ờ không, thiệt tình mấy cái cục này mình cứ tưởng kim cương thôi à. Làm mừng hụt thôi. Rồi đây có hoa thạch đào luôn. Lại là xương tiếp. Ôi xong rồi, dưới hang này nhiều xương quá. Còn có cả yêu tinh nữa. Ôi no. Đi ra đi, mấy con yêu tinh lùn này. Ý, còn có Ripper. Không ổn rồi, bữa nay quả thật là một ngày bất ổn của mình. Ý, Luli kìa. Yes, thứ mình muốn tìm đã có rồi. Để coi được bao nhiêu. Wow, 20 Luli luôn. Tha hồ cho mình mang về để cường hóa nè. Đã thiệt ấy chứ. Rồi và không quên lấy thêm một ít cái mẫu hóa thạch kỹ băng hà đâu nữa. Lại là cái cục thịt này. Ủa mà cục thịt này khác cục thịt hôm bữa hả ta? Cục thịt này có 7,5 đam thôi. Cục thịt hôm bữa là 8 sát thương lận mà. Bên đây nữa nè, bên đây còn chỗ giống hệt vậy. Để xem. Lần này thì ra khúc xương. Hết rồi. Hết may mắn rồi. Rồi dưới này có vẻ sâu hơn nè. Coi có kim cương không. Ồ có. Hai quặng. Này thì con xương ấy, hư hỏng. Vậy là mình đã tìm được quặng kim cương đầu tiên ở dưới hang rồi. Mình sẽ lấy đồ ra để mình chế tạo liền một cái cúp mới mới được. Đây có cúp sắt. Giờ thì dập mấy cái nhung nham xung quanh rồi khai thác kim cương thôi. Ở dưới có nhung nham nữa nha. Tí nữa thì toang rồi. Ok, giờ có vẻ an toàn hơn rồi đó. Một quặng. Hai quặng. Cái chỗ này có vẻ là bốn quặng kim cương rồi. Ba và bốn. Chính xác luôn. Cũng được, nói chung có bốn viên là cũng quý lắm rồi. Dư sức để mình có thể kiểu như là chế tạo được một cây cúp bằng kim cương. Mình đã có bàn cường hóa rồi, thế nên mình cũng không cần phải đầu tư thêm kim cương làm bàn cường hóa. Cũng tiết kiệm được một mớ. Và cái hang này có vẻ nó vẫn còn đường ấy, nên là mình sẽ đi nốt cái hang này đi. Rồi hẳn đi lên trên và về nhà chế tạo rồi nâng cấp đồ sao. Chỗ này cũng có tiềm năng, có kim cương lắm nha. Nhung nham các thứ rồi nè. À có vàng. Cũng được luôn, mình chưa có vàng. Đấy, có vàng là sắp tới có thể mình sẽ nâng cấp thêm cả lò nung vàng đó nha. Nhiều thứ mình có thể nâng cấp lắm á. Ok, có vẻ hết rồi. Giờ chắc lên trên được rồi đó. Công việc đầu tiên sau khi về nhà là làm liền cái cúp kim cương cho nóng nè.
Tiếp theo là nâng cấp nó lên để coi. Ngoài dòng hiệu suất cấp độ 4 thì nó sẽ cho mình thêm cái dòng gì nào? Chậm hỏng cấp độ 3 à? Tốt. Có thêm chậm hỏng thì mình có thể có thêm độ bền và đạt được nhiều hơn. Yeah. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã khá là thành công. Mặc dù hôm nay hơi bất ổn nha, tuy nhiên mình vẫn có thể up được một cái trứng khủng long đầu tiên và hồi sinh nhóc khủng long đấy, có tên là Stegosaurus. Hình như bây giờ Stegosaurus đã bự hơn hồi nãy một tí rồi nè. Mình có thể xem được cái ngày tuổi của Stegosaurus bằng cách dùng cái quyển sách khủng long này nha. Ủa, chưa lên hả ta? Nè, tuổi vẫn là không nè. Nhưng mà sao mình cảm giác nó hẻm bự hơn nhờ? Chắc là tại do nguồn thức ăn của mình kiểu không có nhiều dinh dưỡng á, nên khủng long lâu lớn nè. Thôi gán đi, giờ anh nghèo quá, anh không có điều kiện cho em ăn rồi. Mốt mốt anh giàu anh cho em ăn đồ ăn dinh dưỡng sao nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình hồi sinh tất cả các khủng long nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.